Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 12 yêu dấu của thầy. Trong video này thầy sẽ sửa cho các em cái đề đánh giá chất lượng học thuật chương 1 phần cơ bản. Thì các em mới thi vào cái ngày chủ nhật hôm nay. Thầy hy vọng là cái video này nó sẽ giúp các em nhận ra được những cái sai sót trong cái quá trình mấy em học. Hy vọng là các em sẽ tham khảo nó thật là kỹ. Và nếu như có cái sai sót gì trong quá trình thầy sửa bài đó, các em hãy cho thầy biết để thầy có thể xem xét lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Câu số 1, hàm số nghịch biến nghịch khoảng nào? Rồi câu A các em, câu này lý thuyết từ đây tới đây, ở đây đang giảm nè. Câu số 2, cho đồ thị F phẩy, hỏi hàm đồng biến nghịch khoảng nào? Thì là đồng biến trên những cái khoảng dương này nè. Như vậy là câu D, trường 1-1. Câu số 3, hàm nào đồng biến G, hàm bậc 3 mà vuông nghiệm một nghiệm kép là câu D các em. Đạo hàm là ra 3x bình cộng 1. Câu số 4 này nó hỏi là lấy y cực tiểu trừ y cực đại. Thế thì bây giờ mình phải lấy được cái đạo hàm đi rồi tính. Đạo hàm là anh đi xa xa là x bình. Cộng 2 anh em xa là cộng 2x. Cộng bé trừ chị dâu là ra 0 rồi mấy em. Cho nên nó ra hai nghiệm là 0 và trừ 2. Giải bằng biến thiên ra. Cộng trừ cộng. Đây. Ok. Ở giữa thực ra là bị chặn nha, mà thầy làm biến thì để đó. X bình cộng 2x cộng 2. Chia x cộng 1. Con. Trừ 2. Nó ra trừ 2. Vậy cái này là y cực đại nha. Thằng quỷ này nè là y cực đại. Còn thằng này 2 là y cực tiểu. Nhiều bạn á, có thể nói với thầy, thầy ơi, sao y cực đại nó lại nhỏ hơn y cực tiểu? Bình thường tại cái hàm này nó bị chặn. Cái hàm này là nó vậy nè. Đó. Tại vì thầy làm biến dễ cái chỗ bị chặn nó đó. Như vậy cái y cực đại của em là trừ 2, còn cái y cực tiểu là 2. Lấy y cực tiểu trừ y cực đại là lấy 2 trừ cho trừ 2 là ra 4 em. Nhiều bạn bị nhầm chỗ này ra câu C đó nha. Câu 5, cho đạo hàm, vậy này ra trừ 2, xét dấu. Đây là câu A. Câu số 6, cho Fx hỏi nghịch biến nghịch khoảng nào? 0,1 nè. 0,2 luôn. Như là 1,2 rồi mấy em. 1,2 à, câu C. Câu 7, 2 điểm cực trị. Câu 8, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên là 3 các em. Câu 9, lấy đạo hàm là ra F'-1 bằng 0. Giải ra F phải bằng 1. Mấy em cắt ngang số 1. Cắt ngang số 1 là không có điểm nào hết các em ơi. Kép hết mà. Câu 10. À, câu 10 nhiều đứa bị lừa nè, thầy để hết nè. Thằng này kép là kể như em bỏ đi, kệ nó. Nhưng mà thằng này á, nó sẽ ra x bằng 1 với x bằng trừ 4. Thì nghĩa là em sẽ phân tích cái này ra x trừ 1 nhân x cộng 4 đúng không? Xong cái này nó còn dư lại đó, hai thằng này connect chung với nhau nữa nó sẽ ra kép. Vì hai này vứt. Như vậy nó còn lại có hai điểm cực trị vậy các em ơi. Thầy thấy rất là nhiều bạn sai câu này do các em khá là ẩu. Các em cứ nghĩ a, à, tôi lấy cái này là 0, cái này là 1, cái này là 1 này trừ 4 cho nên 4 điểm cực trị là em phân câu A là sai. Hai cái số 1 này, hai cái đơn gộp lại cái kép rồi, không được. Hiểu không nè. Đó. Hơi ác, con này hơi ác. Nhìn nó sai con này nè. Câu 11, điểm cực tiểu của hàm thì là trừ 1. Câu 12, lấy y cực tiểu trừ y cực đại. Câu này bấm máy thôi em. Mod 9231 trừ 3, 0, 2. Ra y cực đại là 2. Y cực tiểu là trừ 2.
Như vậy y cực đại, y cực kiểu chi cực đại ra chiều 4 nha em. 13. Hàm này có bao nhiêu điểm chị? Nó là số điểm cực trị nguyên thủy là 1, 2, 3, 4, 5. Cộng thêm cho số tương giao đơn nữa là 6, 7, 8, 9. Như là 9 điểm cực trị. Câu C. Nghiệm kép bỏ nha. 14. Lật lên và cắt. Căn nghiêng. Đây lên là 3 đúng không? Vậy cắt ngang số 2. 4 nghiệm. Câu số 15. Hàm này bao nhiêu đứa chị? Bây giờ mấy em đếm nè. Số điểm cực trị dương là 1, 2, 3, 4. Như vậy số điểm cực trị lật qua là 4 x 2 cộng 1 là 9 điểm. Câu D. Câu số 16. Không có 1 điểm không à? Hôm này bật qua là có 1 điểm không à? À. Câu 17 cũng nhiều bạn sai nè. Không, câu 7 vẫn ít đứa sai, chưa, chút mới có câu ác. Câu này nói chung đó là cái giá trị lớn nhất là 5 là nó F0. Nó là F0 mấy em. Câu 18, câu này thay bộ hả mấy em? Câu này thì cho để mấy em thay bộ mà. Nó 8, log nơi B của chị tuyệt đối. X cộng căn X bình cộng E bình. Ra ngoài đóng ngoặc lại. Chạy từ 0 tới E. Bước là tại vì thầy không tắt G, cho nên thầy lấy chia 29 thôi. Mấy em tắt G thì chia 44. Cái gì vậy trời? Quên nữa, đóng cái mặt ngoài đây mới đúng. Rồi 1 cái nó tăng lên. Nó tăng lên hoài luôn mấy em. Nó tăng lên 1,8813. Vậy là mắc min á. Thế min ra 1 à. Thế thì min ra 1 à. Chịu nãy đáp án thì biết cái sai. Thầy bấm có gì sai đâu. Không thấy E. Min là 1. Mắc là cái này nè. 1,8813. Đâu thử thôi. Đúng rồi. Như vậy giá trị nhỏ nhất là 1. Thế thì đáp án của thầy bị sai. Để coi. Thầy coi lại đáp án của thầy các em ơi. Lúc thầy thấy cái đáp án là câu C. Vậy là câu C là giá trị lớn nhất. Câu 18. Là câu D đúng rồi. Câu 18D. Câu 18D. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại nha. Câu 18 là câu D mới đúng. Tại nó hỏi nhỏ nhất mấy em. Lúc thầy lý kế là lớn nhất. Câu là câu D. Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất. Vậy là mình phải giải tay. Con này giải máy không nổi đâu. Con này tôi thiết kế cho giải tay mà. Trừ 18 x bình cộng 54 x trừ 16 bằng 0. Giải ra. Trừ 18 54 trừ 16 ra 8 phần 3 với 1 phần 3. 1 phần 3 em lỗi nha. Tại nó nằm ngoài cái độ 1 năm rồi. Vậy em sẽ tính F1 F5 F của 8 phần 3. Rồi.
Nói chung là nhìn đáp án là biết nó lấy F8 phần 3 rồi, không còn cái khác đâu mấy em. Còn mà tại mấy anh kia nó nguyên rồi, nhưng mà tôi thì tôi bấm cho mấy cậu cho chắc luôn đó. Con 1 nè, nó ra 6. Con 5, ôi nó ra âm tới 90 lận. Con 8 phần 3, nó ra 500. Cái gì nữa, chết mộ này hiếu ít à. Con 1 ra 6. Con 5 trừ 154. Con 8 phần 3 ra 329 phần 9 các em. 329 phần 9 là của B đó. Bạn nào bấm table là coi như mấy em coi Kawa luôn đó, là mấy em đai luôn. Thầy cho ác mà. Bạn nào giả tay mới giải ra đúng. Câu 20 nè, này đi xuống, này đi lên, này đi xuống. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá từng mệnh đề nè, coi cái nào mệnh đề sai, mệnh đề đúng nè. Bây giờ nó nói là giá trị lớn nhất trên khoảng trừ 1 đoạn 1. Trên khoảng trừ 1 đoạn 1 nó làm gì có lớn nhất, nó chỉ có nhỏ nhất là 0 thôi. Cho nên cái này là mệnh đề sai. Đây tiếp, nó nói giá trị lớn nhất trên khoảng từ 0 tới dư vô hạn là F1. Từ 0 tới dư vô hạn là này lớn nhất, đúng không? Đúng rồi, này là câu B. Đó. Như vậy tại sao câu C lại sai? Yeah, câu C luôn. Nó nói giá trị nhỏ nhất trừ vô hạn tới trừ 1. Trừ vô hạn tới trừ 1 ở đây tới đây đúng không? Ở đây là dư vô hạn, ở đây là F trừ 1. Thì em có thể nói, thầy ơi cái này là nhỏ nhất, nhưng mà cái này nó không có lấy cái đầu trừ 1, cho nên không có tồn tại giá trị ngay tại đây. Đó, không được. Câu C loại luôn. Câu D thì càng không phải. Từ trừ 1 tới dương vô hạn, hàng này âm vô hạn rồi, thì làm gì mà nó đạt giá trị nhỏ nhất là F0 được các em. Rồi, tiếp theo câu 21, tiệm cận đứng là 2. Giờ mấy em coi tiệm cận đứng cái đi. Tiệm đứng là 2 thì hãy loại câu D. Câu D với câu B. Sau đó mấy em nhìn cái tương giao y nè, nó ra 1,5 các em. Nó ra 1,5 gì có thể là câu A thôi. Tại vì x bằng 0 á, thì y phải bằng 1,5. Còn câu C là x bằng 0, y bằng 0 rồi, không được, loại luôn. Còn 22 cũng tương tự mấy em, tiệm cận đứng là x bằng 1. X bằng trừ 1 chứ. X bằng trừ 1 thì mấy em loại câu A với câu C đi. Sau đó mấy em cho x bằng 0. Cho x bằng 0 thì nó ra y, ngay đây là bằng 2 nha. Cái này bằng 0, cái này bằng 2, thì không là câu D. Câu số 23. Hàm này là hàm bậc 3, có hệ số A dương, cho nên là câu D. 24, hàm bậc 3 có A dương, như là loại câu A, câu B. Tiếp theo là các em thế x bằng 2, y phải bằng âm 3 mới đúng nha. Rồi thế vô, coi cái nào x bằng 2, y bằng âm 3. 2 x bằng 3, trừ 6 x bình cộng 1. Con 2, nó ra âm 7 là loại rồi. Là câu D, loại. Ok. Câu số 25. Câu 25. Đứng trừ 1 ngang 2. Đứng trừ 1 ngang 2 là loại câu B. Loại câu C. Đúng không? Tại vì câu C là đứng 1, còn câu B là đứng 2, không được. Tương giao y là trừ 1, các em nhìn được không? Thì x bằng 0, y bằng trừ 1 là loại câu A đến câu D các em. Tại này là 1, này trừ 1 nè. Câu 26, cái này nhìn hai cái tiệm cận, ngang 2 đứng 2. Ngang 2 đứng 2 thì mấy em sẽ loại được câu A, tại cái này đứng 1, cái này đứng trừ 2 loại luôn. Tiếp theo là đạo hàm nó phải âm nha. Đạo hàm phải âm. Đạo hàm âm chỉ có thể là câu C thôi các em. Câu B đạo hàm dương này. 27 hỏi tiệm cận đứng, trừ 23. 28 hỏi tiệm cận xiên. Anh đi xa bị BD bỏ anh em đau đớn. Anh đi xa là 2 chia 4 là 1 phần 2 x. Bị BD là 3 x 4 12. Bỏ anh em là 2 x 8 là trừ 16. Chia cho đau đớn là 4 bình. Như vậy nó sẽ ra câu C các em.
12 trừ 16 là trừ 4, chia cho 4 bình là trừ 1/4. 29, số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Thằng này không được, thằng này không có vô hạn. Thằng này ok, thằng này ok, chỉ hai đường. Thằng này không có vô hạn, bỏ luôn. Thằng này ok, thì này ra 1. Phương trình 8/3, 8/3 là tầm 2 phẩy mấy đúng không? Thì là cắt ngang đây rồi. 2 phẩy mấy là 3 nghiệm. 32, phương trình này không có nghiệm nào hết em. Từ 1 tới vô hạn. Người trừ vô hạn lên 1 thì cái 1 này nó chỉ là cái tiệm cận thôi, tức là nó không có tồn tại hữu hạn các em. Cho nên không có tiệm nghiệm nào hết. Cắt ngang đây chả có nghiệm nào đâu nha. Hai cái này nó đâu có tồn tại hữu hạn đâu. 33 giao điểm với trục tung là 0-1. Không à. 34 số giao điểm với đường thẳng y bằng 2. Chắc em bấm máy đi. Bấm em đặt này là T bình trừ 5T bằng 2 đi. Bấm nha. Mod 922 T bình trừ 5T trừ 2. Nó ra nghiệm dương với một nghiệm âm. Tức là x bình bằng 5,3 với x bình bằng trừ 0,37. Vậy là cái này lỗi rồi, phương trình vô nghiệm. Thằng này là hai nghiệm, cho nên là con C. 35. 35 mấy em chuyển số 1 qua đi. Chị tuyệt đối F. Chị tuyệt đối F x bằng M trừ 1. Xong mấy em tìm đi tìm cái chuyện đó ép này đi. Lật nó lên à. Vậy là nó muốn 6 nghiệm không? Nó phải cắt từ 0 tới 2 mấy em. Tức là M trừ 1 phải đi từ 0 tới 2. Như vậy M phải đi từ 1 đến 3. 36 có bao nhiêu giá trị nguyên của hàm số M để cái này cắt tại 3 điểm phân biệt. Vậy là mấy em tìm cái hàm này. Mod 9231 0 trừ 3 1. Tìm cái y thôi nha. Một cái y là 3 nhưng một cái y là trừ 1. Như vậy nó sẽ như thế này. Vậy hiện này phải cắt từ trừ 1 tới 3 các em. Vậy các em sẽ đếm nè, 0 1 2 3 số nguyên. Okay. Câu 37, phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1. Tức là x0 bằng 1. Sigma y0 sẽ bằng không. Rồi tính đậu độ dốc luôn. Độ dốc là bằng đạo hàm tại 1. Lấy đạo hàm tay luôn nha. Ra 2 chia x cộng 1 tất cả bình. Như vậy em thế số 1 ở đây nó ra 1/2 các em. Như vậy tiếp tuyến của các em là 1/2 nhân x trừ 1 cộng 0. Thế thì nó ra được câu B. Như là ra được câu B các em. 38 tìm m để hàm đồng biến trên R. Thì các em đi lấy đạo hàm là ra x bình trừ 2 nhân m cộng 2 x cộng 1 bằng 0, tính lên ta phải là m cộng 2 tất cả bình phương trừ cho 1. Rồi mình đang cần đồng biến R thì hàng quỷ này cần nhỏ hơn bằng 0 là xong các em. Phá nó ra, m cộng m bình cộng 4m cộng 4 trừ 1 là cộng 3, nhỏ hơn bằng 0. Giải cái này ra là m phải đi từ trừ 1 tới trừ 3. Trừ 3 tới trừ 1 đi. Trừ 3 tới trừ 1. Trừ 3 tới trừ 1 thì mình lấy trừ 3. Trừ 2 trừ 1 là 3 số nha. Câu C. Câu 2, 39 thì mình viết công thức thôi. Y trừ y phẩy nhân y 2 phẩy chia 3 b phẩy. Thấy không? Mod 2 x mũ 3 trừ 3 x cộng 1 trừ mẫu phân số lên y phẩy là 3 x bình trừ 3 nhân cho 6 x chia 3 nhân 6 con y nó ra trừ 2 x cộng 1 các em là con C. Còn 40 này các em giải đạo hàm thường tí thôi, không có gì hết hơn á. 40 này cũng đơn giản mấy em. Đạo hàm U nhân V. U đạo V cộng V đạo U. Vậy này ra 2X
nhân e mũ trừ x cộng trừ cho e mũ trừ x luôn nhân x bình, tại vì cái này là e mũ trừ x đạo hàm là trừ e mũ trừ x nha. Mấy em đặt nhân tử e mũ trừ x ra ngoài, ở trong còn trừ x bình cộng 2x các em. Lần này vứt rồi, kể như này là vô nghiệm, kể nó. Vậy mình có hai nghiệm, một cái là 0 với một cái là 2. Xét dấu. Hệ số A âm, âm, dương, âm. Thế thì bây giờ mình trả lời, mình đề là đúng. Nó nói không có điểm trị là tào lao rồi. Nó nói đạt cực đại tại 0 là sai, mình đạt cực đại tại 0. Vậy là câu đúng là câu D các em. Đạt cực điểu tại 0 và đạt cực đại tại 2. Ok, kết thúc video giải cái cơ bản. Và thầy bị nhầm ở một câu thôi. Chúc các em học tốt. Bye bye.